vị trí xuất phát của mình. Xuất phát ở những vị trí đầu tiên, chúng ta có thể xem quan sát thấy gồm có vận động viên Nguyễn Nhật Linh với số đeo 58 thi đấu ở dòng Yamaha Exciter 150 phân khối, Nguyễn Thanh Nghị với số đeo 88 thi đấu ở dòng Yamaha Exciter 150 phân khối. Cùng với đó ở vị trí thứ hai là vận động viên mang số đeo 84 Ngô Nguyễn Việt Tuấn thi đấu ở dòng UB 150 Exciter. Và các vận động viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi hiệu lệnh của đoàn xuất phát. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng và ngay bây giờ khi đèn xanh bật lên thì ngay lập tức các tay đua sẽ lên ga và bắt đầu 8 vòng thi đấu chính thức. Và như vậy thì phần thi đấu của các tay đua ở dòng xe UB 150 phân khối đã chính thức được bắt đầu. Dường như đã có một tay đua gặp sự cố về việc xuất phát. Các tay đua đang thực hiện vòng chạy đầu tiên của mình và dẫn đầu ngay lúc này là tay đua mang số đeo 58 Nguyễn Nhật Linh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay lúc này thì các vận động viên của hệ UB 150 đã hoàn thành vòng chạy thứ hai của mình và dẫn đầu rất có thể đó vẫn là tay đua Nguyễn Nhật Linh mang số đeo 58. Trên màn ảnh, thưa quý vị, trên màn ảnh đang là pha so kè của các tay đua mang số đeo 20 Nguyễn Trần Đại Nam.
thân mến, chúng ta đang được theo dõi giải đua UB 150 phân khối trong khuôn khổ giải đua của MAD Endurance Champions Research Cup năm 2022 được tổ chức tại trường đua Đại Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Và đây là hệ xe UB 150 phân khối với các dòng xe như Queener, Exciter 150 phân khối và các dòng xe khác. Ngay bây giờ thì các vận động viên của chúng ta đang thực hiện những vòng thi đấu và 1/2 chặng đường đua đã qua đi. Chỉ còn 4 vòng đua nữa thì chúng ta sẽ xác định được vận động viên nào là vận động viên xuất sắc sẽ giành được chiến thắng ở hệ UB 150 phân khối. Và dẫn đầu đoàn đua ngay lúc này là tay đua mang số đeo 26 Lê Hoàng Phi Phụng với dòng xe Honda Queener. Trên màn ảnh của chúng ta chính là Lê Hoàng Phi Phụng. Vị trí thứ hai đang thuộc về tay đua mang số đeo 48 Ngô Nguyễn Minh Tuấn với dòng xe UB 150 Exciter. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại một vòng đua cuối cùng để xác định xem người giành chiến thắng trong chặng đua UB 150 phân khối chiều ngày hôm nay là ai. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị hướng mắt về khu vực đích đến để chào đón vận động viên xuất sắc đạt được thành tích tốt nhất trong chặng đua chiều ngày hôm nay quý vị nhé.
Con kẹp vô chiều của mấy chị là trả bài.